Kính chào các bạn, ngày hôm nay mùng 1 tháng 9 năm 2019, chủ nhật, để chúng ta có mặt ở đây ở ngay trung tâm của thủ đô Berlin. Và đây là một cái khuôn viên ngay trước cửa một cái khu trường học của nước Đức vừa xây dựng sau khi nước Đức thống nhất, thì rất nhiều những cái hệ thống trường học cũ đã được cải tạo và nâng cấp để phục vụ người dân Việt Nam. Và hiện nay ở Việt Nam thì rất tiếc là vẫn đang nằm trong cái thể chế xã hội chủ nghĩa như trước đây của Cộng hòa Dân chủ Đức. Và hiện nay thì tàu Hải Dương 8 đang chọc nách Việt Nam, nhưng mà tướng công an thì tức mình đã xuất hiện rồi. Và cái thông tin mà chúng tôi nhận được gần đây nhất, và đó là trưa ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 9, tàu Hải Dương 8 đã tiến sát nhất vào bờ biển Việt Nam, tức là chỉ còn cách khoảng 83,7 hải lý, tức có nghĩa là khoảng 155 km mà thôi. Và đây là hình ảnh của ông, của một cái nơi, tức là chuyên nghiên cứu về Biển Đông đã chia sẻ cái hải trình của chiếc tàu này. Và nếu mà để gần lại thì các bạn cũng sẽ thấy rất rõ là chiếc tàu này là lúc 11:08 trưa nay ngày 1 tháng 9, tàu khảo sát Hải Dương dầu khí Hải Dương 8 tiếp tục mở rộng hoạt động của mình đến khu vực gần bờ biển Việt Nam, cách khoảng 83 hải lý, tức là 155 km. Và các bạn cũng thấy rất gần Vũng Tàu, Phan Thiết. Và đương nhiên là chiếc tàu này nó đi càng ngày càng sâu vào trong cái vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và cho đến thời điểm này thì Việt Nam chưa có cái động thái hữu hiệu để có thể xua đuổi những cái tàu ở Trung Quốc, mà họ vẫn tiếp tục cái hải trình đã định sẵn với những cái đường rích rắc như thế này. Và một cái chuyên gia về dầu khí, 30 năm làm việc trong dầu khí Việt Nam, cũng đã nói với chúng tôi rằng là với cái đường đi như vậy thì họ xác định chắc chắn rằng là chiếc tàu Hải Dương 8 này đang đo cái vùng thềm đặc quyền kinh tế của Việt Nam với không gian 3 chiều để chuẩn bị, có thể chuẩn bị cho việc chuẩn bị khai thác và thăm dò dầu khí ở ngay cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và chiếc tàu Hải Dương 8 này cùng với 4 tàu hộ tống của Trung Quốc đã thăm dò ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tức là 200 hải lý từ lần thứ 2 từ ngày 13 tháng 8 cho đến nay. Vậy là cái thời gian đã kéo rất dài cho đến nay. Và đây là cái lộ trình, cái hành trình của do ông giáo sư Matheson giảng dạy ở trường Đại học Hàng hải Hải quân Mỹ đã chia sẻ ngay trên trang tweet của ông. Và các chúng tôi cũng sẽ chia sẻ ngay sau cái video này để các bạn có thể tự tham khảo những cái thông tin và hành trình và lộ trình mới nhất của chiếc tàu Hải Dương 8 cùng với những chiếc tàu hải cảnh hung dữ của Trung Quốc đang quần đảo ngay sát bờ biển của Phan Thiết của Việt Nam. Và đương nhiên những cái chiếc tàu này, khi mà các bạn hoặc là những cái người cảnh sát biển Việt Nam đi những chiếc tàu nhỏ hơn, hoặc là những cái người dân đánh cá đến lại gần, thì chắc chắn là sẽ bị những tàu hung dữ của hải cảnh Trung Quốc đâm chìm và sẵn sàng tấn công, vì họ cho rằng là cái đường chín đoạn mà Việt Nam hay nó gọi là đường lưỡi bò, đấy là chủ quyền của Trung Quốc theo sách trắng quốc phòng của Trung Quốc đã công bố. Và điều này cũng lại một lần nữa được ông Tập Cận Bình xác nhận một lần nữa với khi mà lãnh đạo của Philippines sang thăm Trung Quốc trong ít ngày qua, thì một lần nữa ông ta nói rằng là chủ quyền đường chín đoạn của Trung Quốc là họ sẽ bảo vệ đến cùng. Và tất nhiên với những cái phát ngôn như vậy thì những cái người mà làm công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam phải hết sức nghiêm túc và hết sức cẩn trọng, bởi vì Trung Quốc sẵn sàng đưa ra những cái hình thức khác nhau, và ngay cả dùng những cái quyền do những cái cầu tàu lớn, và do những cái dùng những cái cách mà không phải là ngoại giao để nói chuyện với phía Việt Nam. Và ở đây cũng là cái khu vực mà gần bãi tư chính của Việt Nam. Hiện nay kiểm ngư Việt Nam chỉ còn để lại 6 chiếc tàu cảnh sát biển và còn 2 chiếc bảo vệ mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt ở gần đó. Và các bạn cũng thấy những cái tàu của Việt Nam, cảnh sát biển Việt Nam, mà trong đó một trong những tàu đó là tàu cảnh sát biển số 9001 của Việt Nam, mà các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh đây, thì các lực lượng chấp pháp đang đấu tranh xua đuổi các tàu Trung Quốc. Nhưng quả thật thì với những chiếc tàu nhỏ này của Việt Nam thì không thể nào kiểm tra và kiểm soát và xua đuổi nổi tàu Trung Quốc, vì các bạn cũng đã thấy hải trình của tàu Trung Quốc vẫn không thay đổi. Và những chiếc tàu này của Việt Nam quả thực là rất quá nhỏ so với những chiếc tàu hàng chục nghìn tấn, cảnh sát biển của Trung Quốc hàng chục nghìn tấn nó quần đảo trong khu vực này, thì Việt Nam có lẽ chỉ đứng ngoài và quan sát và dùng những biện pháp ngoại giao mà thôi, mà không thể làm được gì. Và dường như phía Đảng Cộng sản Việt Nam lưỡng lự khi không dám thẳng thừng lên án như các nước khác đối với Trung Quốc. Và chính vì vậy mà họ đã để cho ông Thiếu tướng Lê Văn Cương, người đã về hưu nhiều năm nay và lại lên tiếp tục lên báo chí trong nước. Và các bạn thấy đây là hình ảnh của ông xuất hiện ngày hôm nay trên tờ báo của VTC News, nói rằng là Trung Quốc xâm phạm ở bãi tư chính nghiêm trọng gấp trăm nghìn lần
sự việc của Hải Dương 981 vào năm 2014. Thì đây là một cái người mà luôn luôn đưa ra những phát ngôn dường như là thăm dò cho Đảng Cộng sản trước khi họ đưa ra một phát ngôn chính thức, và ông ta đã về hưu rất lâu, và trước bất cứ những sự kiện gì quan trọng thì ông thiếu tướng Lê Văn Cương này là hay đưa ra những cái câu nói như vậy. Và cái điều mà chúng ta có thể thấy rằng thiếu tướng Lê Văn Cương nói là tiết lộ là Việt Nam đã cho tàu ra ngăn chặn hoạt động quấy nhiễu của Trung Quốc. Thế nhưng mà hoạt động này có vẻ như là không có tác dụng gì cả. Bởi vì các bạn đã thấy cái hải trình của tàu Trung Quốc liên tục trong những ngày qua không hề thay đổi, và họ vẫn đi một cách rất ngang nhiên. Và không những đi như vậy, họ còn đi sâu hơn vào cái vùng biển của Việt Nam mà Việt Nam không thể làm gì. Đây là hình ảnh mà ngay sáng nay chúng tôi đã ghi nhận trên trang của Zuid Asia G News là đã chia sẻ cái hải trình của chiếc tàu Hải Dương 8 này. Và nó rất nguy hiểm, bởi vì đi cạnh nó là 4 chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc rất hung hãn và sẵn sàng đâm chìm bất cứ những tàu nào mà lại gần những chiếc tàu thăm dò của Trung Quốc này. Tuy nhiên, tướng Cương lại khuyên việc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế thời điểm này là chưa phải lúc, vì Trung Quốc là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và đây là hình ảnh các bạn đã thấy trong thời gian qua, đó là vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài La Hay Hà Lan đã đưa ra phán quyết về vụ Philippines kiện cách Trung Quốc lý giải và áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 UNCLOS trên Biển Đông. Và đương nhiên là với phán quyết cuối cùng là Philippines đã thắng kiện và Trung Quốc đã phải thua, và thì họ đã bác bỏ cái đường chín đoạn, tức là đường lưỡi bò của Trung Quốc. Và cái việc mà tướng Cương nói thì lại có điều sai hoàn toàn, đó là việc là việc Trung Quốc là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì không có quan hệ gì đối với những tòa trọng tài kinh tế, vì nó không phải là tòa của Liên Hợp Quốc trong cái vấn đề Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mà đây là kiện một cái tòa độc lập, một cái tòa riêng, tòa trọng tài riêng, cho nên Việt Nam vẫn có thể kiện được mà không quan trọng cái việc là Trung Quốc vẫn nằm trong cái Hội đồng thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó thì có một cái luồng thông tin hoàn toàn khác, đó là của giáo sư James Karkrax, Trung tâm Luật Quốc tế Stockholm, Đại học Hải quân Hoa Kỳ, lại cho rằng Việt Nam nên nộp đơn kiện Trung Quốc ngay trong thời gian tới. Và đấy là cái điều mà chúng ta thấy rằng là giữa hai bên của Việt Nam và Trung Quốc thì đều có những cái mâu thuẫn với nhau, nhưng nên giải quyết theo con đường hòa bình là việc nên kiện. Và ông giáo sư James của Krakka của Đại học Hải quân Hoa Kỳ nói thêm, Việt Nam nên nộp đơn kiện Trung Quốc theo phụ lục 7 của UNCLOS và sẽ thắng, ông Karas nhận định trên Twitter. Tương tự, giáo sư luật quốc tế Johan Odom thuộc Trung tâm Châu Á về nghiên cứu an ninh Mỹ cũng kêu gọi Việt Nam kiện Trung Quốc như Philippines từng làm và sẽ đạt được thắng lợi pháp lý về tài phán cũng như khẳng định sự vi phạm của Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Đấy là cái ý kiến hoàn toàn của những chuyên gia độc lập của quốc tế đưa ra khi mà Việt Nam có thể đưa đơn kiện Trung Quốc, và khác với điều mà tướng Cương nói rằng Việt Nam chưa nên kiện. Và các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đã đầu tư trên 177 tỷ US đô la cho quốc phòng vào năm 2019, tức là họ tăng ngân sách rất lớn so với năm 2018. Trong đó hải quân thì rất được quan tâm với các đội tàu hải cảnh hung dữ và lớn nhất trên thế giới, trên 300 chiếc. Và đây là hình ảnh mà các bạn thấy những tàu hải cảnh của Trung Quốc được đầu tư, nó có thể nặng đến hơn 20.000 tấn, và không có tàu cảnh sát biển nào Việt Nam có thể chịu nổi những cái cú đâm va do những cái tàu hải cảnh của Trung Quốc lao vào tàu Việt Nam được, vì nó được chuyên thiết kế để hung hăng và hoạt động trên mọi cái vùng biển mà Trung Quốc cho rằng đấy là chủ quyền của họ, là đường chín đoạn, và Việt Nam cần phải hết sức đề phòng và cần phải có những biện pháp phù hợp hơn đối với những tàu của Trung Quốc. Và Việt Nam đương nhiên với cái tiềm lực của mình thì khó đánh lại Trung Quốc trên Biển Đông, vì lực lượng rất mỏng và phải nói thật rằng yếu hơn nhiều, vì bản thân Trung Quốc họ cũng đã sản xuất ra những vũ khí hạng nặng như tàu chiến, tàu ngầm, tên lửa cỡ lớn và rất nhiều những cái loại vũ khí tối tân khác, ngay cả máy bay và chiến đấu họ cũng đã tự sản xuất được rất nhiều và không phụ thuộc quá lớn vào cái việc nhập khẩu vào Việt Nam. Cho đến nay thì các bạn cũng đã biết tất cả mọi những phương tiện quốc phòng hiện đại đều phải nhập khẩu ở nước ngoài, và điều đó là rất phụ thuộc. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể tính toán sai lầm khi mà ép Việt Nam không được xa rời cái thể chế của họ là xã hội chủ nghĩa mà lại gần với Mỹ, vì điều đó
Việt Nam trước từng tình thế nguy hiểm này thì chỉ có cách sẽ hợp tác hơn với Mỹ và châu Âu để bảo vệ lãnh thổ của mình, vì không thể đi theo một cái người, một cái nơi mà luôn nói rằng là anh em cùng ý thức hệ cộng sản nhưng lại luôn luôn tìm mọi cách để thôn tính lãnh thổ của Việt Nam trong thời gian vừa qua. Và cụ thể nhất là các bạn đã thấy Mỹ và các nước châu Âu đã lên tiếng rất mạnh mẽ về việc là tàu chiến Mỹ áp sát bãi chữ thập và Vành Khăn giữa căng thẳng thương mại đang tăng. Và đương nhiên đây là một cái thách thức rất lớn của Mỹ đối với Trung Quốc, và họ nói rằng tác vụ trên được thực hiện để thách thức các tuyên bố chủ quyền biển quá đáng và bảo vệ quyền tiếp cận các tuyến đường thủy theo luật pháp quốc tế. Và Mỹ luôn luôn là cái nước đi đầu trong cái việc này, và các bạn đã thấy cụ thể. Và trước mắt Mỹ và châu Âu vẫn đương nhiên là vẫn có thể chấp nhận cái thể chế độc đảng, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất để lãnh đạo trong nước. Nhưng về lâu dài thì Việt Nam rõ ràng sẽ phải thay đổi nốt cái điểm cuối cùng này, là để cho 90 triệu người dân Việt Nam được tự do, đất nước được hội nhập với quốc tế, với thế giới văn minh. Và có như vậy thì Việt Nam mới bảo vệ được chủ quyền biển đảo của mình, cũng như đem đến một cái sự ấm no hạnh phúc thực sự cho người dân. Và mỗi người dân bất cứ đi nước nào cũng đều có thể tự do và không phải lo lắng những cái điều mà khi họ đặt chân đến nước đó nữa. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2019. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video clip này cho nhiều người cùng biết, và cũng bình luận vào trong video này và để lại những cái nhận xét để chúng tôi có thể cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất đến các bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại.